bữa cũng ăn thầy bị nhà chết tao. Anh này cũng liên lạc với ông Phước được rồi. Ông nói vậy. Sao ông nói hả, mà chỗ này nó vừa mở cách ly mở ra đi thì tới chỗ khác à, đi tới chỗ khác nó bắt cách ly lại à. Cách ly từ ở Đà Nẵng ra mà tới. Nói chuyện đâu có ăn thua gì đâu thầy. Hả? Nói chuyện là thầy điện thoại mà ăn thua không, gì. Không thì mấy chỗ cách ly đâu phải chỗ nào cũng có sóng. Gọi qua mạng mà. Gọi qua cái mạng đó. Thì bây giờ nó có về đây không? Rồi bây giờ ông nói là cho ông nửa tháng 11. Con chờ đến nó, con nói trước thầy nghe, con chờ, tại con không biết chuyện gì xảy ra cho nó, nếu mà con sang là không sang lại được nữa, nha, con chờ đến bây giờ nó về đây đó, dạ, đúng rồi, về thì con mới sang tên nghe thầy, chưa thiệt tình trên nguyên tắc là con phải hứa nó là cuối tháng 10 này, tại ở nhưng mà đúng rồi, tại nó. Vì bây giờ cái vé máy bay về cũng chưa có giải quyết xong. Rồi, rồi. Nó cãi một hai về Việt Nam, coi như hả vừa lú đầu ra khỏi tỉnh này tới tỉnh khác nó bắt cách ly qua Cà Mau chứ đâu phải đang ở đâu đâu, từ Đà Nẵng ra tới gì đó Vinh Quế gì rồi về tới Cà Mau về cách ly. Về chuyên ban ha. Đi quá mà đi có. Mà cái vé một chiều từ ở Lót tới về là 2.9 bây giờ bạn trở qua với bao nhiêu nè, nhưng mà khi bán vé thì nó trở qua không bao nhiêu nhưng bây giờ từ Việt Nam mà trở qua Mỹ mới là khó nè. Nó xả cả đây à, 10 tháng 11 này nó xả cả hết, nó không bao giờ ấy được, lo về Mỹ xả cả hết. Mỹ nó vô tất cả du khách vô hết khỏi cần cái gì nó xả hết, cấm cản gì nó xả hết rồi. 10 tháng 11 này nó mới thông báo lên. Ồ, như vậy là chắc ngày đó. Dạ, dạ, ngày đó. Nhưng mà ông nó về Đà Nẵng hết chuyện, ông mua nhà bữa lắc giờ mùa này dịch, mua không, tôi bán cho tôi đại diện Vũ Nhôm nè, trời ơi thôi thiệt thôi. Ủa, thầy thâu hả? tôi đại diện Nguyễn Cao Kỳ Duyên bán. Đánh tướng nữa, gặp là Nguyễn nữa tướng. Trong bây giờ mình làm mấy ngày nữa rồi nghỉ ngơi mệt rồi. Nó thấy cũng tội nghiệp, bây giờ nó thiệt ra thì chú ba là coi như xong rồi, ông sĩ rồi chuẩn bị rồi đó, thấy ông yếu rồi không té chút xíu rồi đó, nó chưa tuổi này bắt đầu nó xuống với dầu quá tập. Mà bạn nó rồi, con nó bảo nó rồi đừng có quá dầu tập, cái gì cũng vậy tập tạ tập từ từ thôi. Ủa ông hết hả chú? Ông hết để chiều đi để gom lại. Thầy cho nó bây giờ nó là mừng lắm, cái gì cũng bất phật. Mày nói chưa? No rồi hả? Tại máy vậy? Mày uống nước đi. Mày muốn cái canh này hả? Cái súp này biết là ngon đó mày. Mày uống thử đấy. Tại vì hết ga. Bây giờ ngài phải giúp cho mình ra chứ thôi, đằng này nay nhịn ăn á. Không, cũng có. Được ăn nước tương đồ cũng được nhưng mà không có nó hết ga. Sáng đang nấu hết ga rồi. Đưa con này đi đổ cho. Có, để sẵn luôn. Nghiêng bình nó mới đổi nghiêng bình. Ở đây, đó, vậy thì cơ khiến có tiền đổi ga nè. Và cái đó thì con xin này. Hai chục. Bởi ai Mỹ ở đây chơi xài bằng đặt từng đồng, từng sen ha. Hồi xưa cứ tưởng nó qua Mỹ là đô nó rụng như lá mùa thu vậy nè. Rụng quá trời rụng. Mỹ vàng dữ. Nhưng mà giờ con chạy đi đổ ga cho thầy nghe. Dạ không sao, từ từ. Đổ đi cho thầy chứ không phải để gì thầy nấu. Không sao, con mình rồi mấy ông này ăn gì mà khỏe rồi đó này. Nhưng mới mà đi, thầy không có gì ra. Điện không có cơm. Con có bánh mì đó. Mấy nay ăn linh tinh nhiều hơn cơm. Để nhưng mà nay nấu một nồi gạo Ấn Độ. Nói vậy thôi chứ đâu có thiếu gì đâu. Ăn thiếu gì thì nước. Hồi xưa nhớ xì dầu khi ăn ra. Đem lại rồi bà Bảy mới đem lại nữa cho ổng ăn thêm. Đó, đó. Đó, ông làm tôi cho nó văn cái máy tôi đi. Đó tuần lễ nó chưa hết này, lo chi chuyện đó anh. Tuần lễ chưa hết không? Chuyện Phật tử là mai đơn lại. Không có đâu. Cái biệt mà tại sao sẵn xài con kỳ quá. Hả? Tại đâu cần mua cái thầy có biết biệt là thầy bỏ cái biệt thầy có cả chục cái biệt biệt. Nó chậm lắm. Thì nó chậm này chậm nhưng mà thầy đâu có nấu gì đâu, thầy dâm lắm thôi mà. Đâu có hâm lắm đâu, nấu thì canh rồi ăn chứ. Đấy hả? Có gì đâu hâm nóng. Đằng này sợ để trong tủ lạnh lâu lắm, đồ lâu để tủ lạnh nó đi trùng không. Nói mấy gì không có chịu.
nói nha, tủ lạnh nó lạnh chết vi trùng, không giống nó là cái ổ vi trùng đó. Không khéo tủ lạnh là cái ổ vi trùng á, nhiều thứ thức ăn nó cộng lại đó nha. Còn này sợ dữ lắm, cho nên đồ mà để hàng ngăn đá thì nó đỡ, ngăn đá thì ngăn đá mà con vi trùng nào mà nó đợt còn này, ngăn đá mà con vi trùng nào nó sống nổi đó thì coi như là con vi trùng đó là siêu đẳng này. Còn ngăn lạnh là vi trùng, một ổ vi trùng á, đừng có ham mà nó ăn được phản đây, nó ăn miếng nó thịt phản đây, nó ăn rồi có nó nhiều chuyện rồi, thấy nó, chưa nó không ăn, ông thấy nó phái quay phim nữa, thấy không? Nó biết quay phim nó đầu lên chứ thường thường nó đeo ông chứ đâu đó. Trời dậy đó, trời dậy đó, xê xê trời dậy đó, anh no no chứ bạn, anh no chứ ngon quá ngon. Tội nghiệp thằng ông chú Hùng, chú cũng mến ông ba, về căn dặn đấy thầy nhớ quậy cà phê sữa chú ba út, nói ông cho ông sản xuất đường đã, ông sản xuất đường rồi mà ngày nào ông cho uống cà phê sữa trời chết rồi, sữa ông thọ không cũng tội, nó ngay thấy cũng tội nghiệp. Mà đằng này hay nạp ông vậy chứ đừng có lưu liếng, tính ông là sống tình cảm phải không? Trời ơi, nói cái gì mà ông nói không có nghĩ cái miệng thiệt. Bất cứ thầy nói vấn đề gì bất cứ trên trời dưới đất thì nói gì cũng được hết. Mà dường như trời đất sanh ra mấy người vậy nó có cái huông vậy nha, bởi vì nó không tin ông trời không phải kìa, ổng sanh ra những người vậy là nói suốt vậy đó. Nghề đời nói trời chứ mà Phật nó là cái nghiệp, có cái nghiệp nó đi theo. Mà mình giờ mình có muốn cứu cũng không nổi, theo thấy thân mình cũng tội nghiệp. Nói chứ ở với anh ruột thì còn chị dâu, mà rồi vậy thì biết là ổng vậy là ở cũng hợp đâu, mình không, ổng không nói ra nhưng mà thì muốn qua đây ở thôi, đi làm sáng đi làm tối về thôi, nhưng mà chắc không được tại vì có bạn có bè. Bởi vậy ông qua một hai nói thầy đi chơi nữa không, rủ chở đi, trời ơi giờ nó sợ rồi, làm biến gần chết rồi, trong rồi mới hết ngày đang nghỉ ngơi cho nó khỏe đâu mà đi chơi. Rồi phải chụp hình lắm, qua nó nỉ lần này ra chụp hình giùm cho ổng, ra công viên chụp hình, đang nỉ đi ra chụp hình giùm. Nó già chết tới nơi rồi, thôi có chụp hình nào đẹp để dành nó thờ không? Thấy thì cũng tội. Không biết nó sợ quá rồi, nó đừng có sợ lại nữa. Làm gì sợ? Không, đâu sợ, không vui. Dạ? Ông vui, ông nói ông vui mà. Thì nó nói vậy nghe, trước mặt thầy nó nói làm sao? Nó mày nó vui chứ. Anh cho hết cả rau cỏ cho nó luôn, không sao đâu. Cho nó đâu ăn rau. Nó ăn rau. Ăn không? Ừ, con thổ thảo đó cái gì nó ăn. Con xê là nó ăn hết luôn á. Ăn hết không có từ gì hết trơn á. Ờ, như đây là nó đã nó rồi đó. Đã ngày nữa rồi đó thầy. À, 2 ngày nếu mà không không được để 2 ngày nó tanh lắm. Cho ông sẵn tay ông giúp cho đúng rồi, giúp giùm vậy đi. Mai ngày mai. Chỉ có ớt thì không ăn thôi à. Không có đủ không ăn ớt, cái này thịt nạc thì chứ cho hết đi. Cái một của chắc dục rồi quá phải không? Trời dọn cho nó tới đâu dọn tới đó. Hôm bữa nay thông báo nghỉ giãn ngày đó, hết đuối rồi, đuối quá, đuối sức rồi. Để ngày mai chủ nhật giãn. Mấy vị hòa thượng ở Hoa Kỳ này kêu bằng mấy ông sắp sửa theo tổ, có theo tổ rồi chúng nó nói theo Phật. Theo Phật thì còn dài quá, mấy ngày sắp sửa theo tổ, thấy thông báo cầu nguyện rằng đây. Nó có thích thành tựu không? Không, từ Việt Nam, nó hải ngoại nè, hải ngoại Canada nè. Mấy vị sắp theo tổ. Vậy hả? Nhưng mà hải ngoại thì chết luôn rồi, được là nó ma con lành. Dạ. Nói chứ không có đâu, tôi cắt kỹ đi kiếm. Đâu rồi? Chỉ trừ ra một mới dục thôi. Ốm à, nay chú ba cũng ốm và đằng này cũng ốm luôn á. Ốm, có ốm tốt chứ sao thầy, bữa nay đúng là giảm. Thôi ông ba làm công quả, làm trời nhiều. Thôi làm công quả kỳ này nữa là nghỉ hưu luôn rồi, vừa đó nghe, không có làm công quả đâu nữa. Ý ông nói là tới rồi đó. Tới rồi đó. Anh về Việt Nam nữa thầy. Thôi Việt Nam kỳ này cũng đừng vô khách sạn nha.
tốn 5.000 nữa hả? Ông cho 5.000 đi, đi liền. Ông nội đi hả? Tốn 5.000 nữa. Chắc là một rồi. Không, là một mới đây mà một cái gì thấy. Không, cái cửa cổ của tháo ra. Cái này có thể này. À, của ông đó, ông ba ông ra ông đó. Cái cửa cũ hả? Ừ. Đâu đây chứ? Cửa cổ tháo ra cái nẹp, cửa cũ đây nó cũng cũ. Trời, chỉ nó mục với dục thôi. Hà tiện hết đó chứ, gỗ đồ. Nói ngay, à, hai ông làm rất là quan hỷ nè, có lời cảm ơn trước nha. Còn có hai ngày nữa xong rồi. Hai ngày, thầy múa đó. Ông nói gì nói, ông phải thu xếp bên đó đi. Chứ đừng để nó chặt tới chặt lui nó ngó bên đây. Rồi, rồi. Cái okay, nó liếc qua bên này không rồi chứ. Tôi biết rồi, nhưng mà giờ tôi lỡ rồi, tôi tưởng nó tới làm gì. Ai ngờ nó thấy thùng rác dơ quá. Ừ, không thì... Bởi vì liếc qua nó nguyên cái vườn rau tôi, nó xuống nó còn đặt bên đường tôi nữa. Đừng nói, đừng nguyên vườn rau mới dọn để thôi. Ông bà, hả? Nó nhìn nó biết. Thì biết nhưng mà... Ông nhìn trên mạng nó biết chứ. Mạng cái gì đó, gõ Google có thấy trơn. Google Earth á, nó nhìn lên nó biết là cái cũ cái mới thấy liền, cái nào update lên thấy liền. Google Earth thấy hết. Nhưng mà cái thành phố chứ xe buýt này bây giờ nó cần các cái nhà phát triển, mình đừng có làm dơ dái, làm sạch à, đẹp rồi nó mà bây giờ nó đang thì lý thì tình thì ok, nhưng mà lý chưa được. Nó đang lên chuẩn bị lên thành phố lớn mà. Thì đúng rồi, nhưng mà nó lý chưa được bởi vì mấy cái thành. Bởi vì cái đường bốt này nó tắt ngang vậy thì làm sao nói để nó đặt cái tên đường. Kia. Tên tôi đi. Cái tên gì mà bớt rồi cái tên không có đẹp. Bích, kiếm, dạ cô lũ đi cô nhiều ghê của nó cái tên không có đẹp rồi. Nhưng mà tên dễ viết nhưng mà nó tên không có đẹp. Mà chơi đặt những cái tên rồi còn đường còn nhà ăn thì nhà ăn khùng. Mỹ đặt cái nhiều tên đó, cái gì cái xì vậy đó. Như cái tên thằng cha Nguyễn Xuân Phúc á. Yeah. Bây giờ là chủ tịch Việt Nam vậy. Yeah. Tại biết ông Trần ông Dưỡng sao Phúc Dưỡng. Yeah. Ông Dưỡng như vậy. Yeah. Phúc Dưỡng chứ cả tiếng bậy chửi bậy đó. Thầy ở tiếng Việt kể như chơi DM á này còn nói vậy. Yeah. Ông Dưỡng như vậy đó. Phúc Dưỡng tại vì tiếng Mỹ là Phúc đó. Là Phúc đó. Yeah. Tiếng bậy đó. Bây giờ nó biết ra nó kể lắm. Hồi đó ông sang Việt Nam. Ông ấy diễu ông cho Phúc. Ông Trump thì cũng hay diễu. Ông ấy diễu Phúc hộ diễu kiểu trước hết. Bây giờ chắc bị nặng rồi. Bị nặng lắm. Bị nặng lắm. Là ông ấy có ra. Cám bị tù. Còn tới phải ra lên đầu cho ông ấy khai. Nó khai tại ông ấy chửi lên Mỹ đó. Là, yeah. Là đọc cướp bóc với hiếp dâm không. Bây giờ nó chưa có mặt đi, cái tội mặt này giờ phải lên cây. Còn mặt được hoàn toàn như gốc. Sao mà ông hay nói sản quá. Ông ấy chửi tại vì ông thích cả, ông ấy bảo chỉ có da trắng là tốt nhất. Còn da màu da vàng đen như thầy nào không biết. Ông kỳ thị tại chỗ luôn. Nên tại sao những cái đệ tử ông ấy đâu có kỳ thị không à. Nên da đen nó ghét nhất. Rồi tới da vàng này, da màu này, ghét lắm. Nó bảo thằng đó chỉ có ngu lệ thôi. Đó, cái nước Mỹ này nếu mà cứ tình hình mà cứ ông này đóng kia hoài lắm chắc nó tan nát hết. Nên bây giờ gắn nó chết ông ấy, tại vì ông ấy bên trọng mỏ đi. Ông ấy trọng ông nói hoài. Ông nói hoài ông đi kích động người ta hoài. Nếu mà cái thế lực binh ông cũng rất là nhiều mà nghe không nhiều. Nhiều binh á. Bên Nam mình có nguyên gia đình thầy. Ủng hộ nó mà cuồng nó đổi tên họ, đưa họ Trần đổi thành họ Trâm. Họ Trần đổi thành cả gia đình thành họ Trâm. Còn nói thầy nghe như vậy, cuồng đến được bộ như vậy đó. Không dám gọi thường, nó phải gọi ngài đấy. Tội nghiệp hả? À, tức là thiên sứ đó thầy. Bây giờ mình không biết nói sao nữa. Sao dừng cái giờ biết cái xã hội thì sao kỳ. Ví dụ như có chuyện nó đơn giản, ví dụ mà cô Phi Nhung mắc thôi rồi ống sồm rồi giờ mình đứng cái giữa mình thôi. Cái này không ý kiến chuyện gì kể. Mà cuối cùng thấy cái nào cũng đúng hết trơn á. Cái nào nói nào cũng có lý hết trơn á. Thật ra thì giờ không biết nói là sao. Mà không biết cái đồng tiền nó ở đâu. Mà khi kéo ra tỷ 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 không nghe. Ghê thiệt. Chân nó mát.
bắt đầu 2 tuần nữa thôi là 5 giờ chiều là tối đen rồi hả? Vâng. Tối đen rồi. Ông coi nè, ông coi nó nịnh không? Nó phái về phiên nè. Sơ sơ nó phái về phiên nè. Nghe xà bây giờ á, nó bắt đầu nó đậm nó từ từ, nhưng mà chỉ có cái nó gặp ai nó vui. Tối nó sủa cả đêm vậy đó. Hôm trước nó không có sủa, bây giờ nó sủa suốt cả đêm, ba ngày nó ngủ. Bây giờ bao cho nó xuống đây nè. Nghĩ bây giờ phạm ở đời phải hồi xưa nói câu là con người khi chết rồi mới biết thiện hay ác, mà bây giờ nó lọt đổi đời hết trơn à. Bây giờ cô Phi Nhung cô chết thì giờ không biết thiện ác, cái nào cũng đúng hết trơn á. Thật ví dụ như cô là bà Đại Nam mà nói cũng có lý của bà, rồi mấy cái người bên cô Phi Nhung thì nói cũng có lý của người ta, rồi thì bây giờ biết cho nên mình thấy cái nào cũng đúng hết. Thật sự ra thì đúng. Hồi đó cô Phi Nhung có còn sống thì cô tới chùa nào cô cũng vận động là em nuôi con em nhiều lắm này kia nọ, thì ai nghe cũng thương. Mà cái tiền nó khổ, thí dụ như bây giờ nói không, cái tiền mà tiền nó đưa bằng là ship thì còn có thể trong ngân hàng còn sao kê được, chứ tiền mặt sao kê. Rồi các nghệ sĩ cũng vậy, các ca sĩ cũng vậy đó. Rồi bây giờ cái bà nào đó bà mới ly dị với ông ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ông sùm bên đây nữa. Đang lúc này mà nó làm rối trời, nó rối, nó đổ gì ra mà cái giới showbiz năm nay làm sao mà nó quá trời quá đất. Đó giờ bên này bà ra tòa bà ly dị. Bây giờ thôi. Không, mình thấy không ý nói chuyện thị phi thế gian này nó đổ, mà khi nó đổ nùi. Mà đó là mình thấy đó là cái đây là một cái tai họa của một đất nước, chứ đâu phải đây đâu. Thấy người Việt mình làm riết rồi, từ trong tới ngoài, rồi mấy ông thầy hôm nay nữa, ví dụ như bớt rồi đi, đùng một cái rồi cái làm đấm tang lễ cho cô ca sĩ sùm hết cái châu, hết Mỹ, rồi bây giờ tới nghe nói Úc hay gì nữa xuống nhau mà làm. Rồi đó, hay sao mấy ông thầy mình giờ cũng chạy theo phong trào nữa nghe. Cái gì nhiều chuyện không? Kìa dòm xe cũng nhiều chuyện đó ta. Thế phong trào là làm riết cái đạo Phật. Bởi vì ông mấy chú đạo chúa rồi, mấy chú nó thiệt thấy kỳ quá, tôi thiệt làm riết cái đạo Phật mình cũng còn phải thống gì hết trơn. Nó ùa theo chứ phải chi. Thí dụ như làm một cái chuyện thường mình không nói, nhưng mà ca ngợi đưa lên như là Bồ Tát sống vậy đó, mà không thấy không? Nếu mà giờ mình không biết, thật sự là mày không có muốn ý kiến cái chuyện này, tôi nghĩ mình đây đâu có dây dính tới cái tên giới đạo đạo nè, làm lễ rần, nghe nói giờ thấy người thiệt làm quá trời làm. Chiều khi thấy sau đó rồi nay tới ngày vía, chuẩn bị tới vía Quan Âm gì đây là làm y nữa. Hết dịch làm y nữa. Trong khi cái đạo chúa nó im rơ hả? Mày nghĩ cái bồn cầu với cái bồn rửa tay cho nó vừa mà. Vừa chứ ông sĩ mà ông đo là ông đo ngon lành rồi. Ông đo từ làm như treo lơ của tao không? Ông đo từ chi tiết. Trời ơi, CC ơi, bây giờ nịnh thì vừa thôi, con xuống đi con. Đi đổi ga cho thầy. Dạ, đi đổi vô đồng mình ga đi. Ok. Tôi còn đi nghe. Dạ. Yeah. Cái này của con đây ra. Dạ, yeah, biết không? Chứ không có ga thì ăn cơm với nước tương. Ga để đâu rồi? Để ngay chỗ đó luôn đó. Đó. Nghe con he xuống đi. Xuống ơi, sư phụ đi làm tiếp nghe con. Nghe không? Sư phụ cưng CC lắm á, nghe không? Cưng lắm á, CC ơi. Trời ơi, còn 7 tiếng trường, ráng 2-3 ngày nữa xong. Thôi ngày mai chủ nhật ráng buổi đi.
nghĩ đến tình đồng hương. Ủa rồi sáng cái hộp khoan rồi nhớ lần này để nắp lại rồi mà hồi nãy ông ba kiếm đâu có. Trời ơi hèn chi. Nè, dọn đã luôn quý vị. Tôi dọn riết mà giờ cái tay tôi riết này tay chân gì đâu giờ dở không lên luôn. Lạnh tới nơi rồi, ráng vài hôm nữa là xong. Ê xà đâu rồi? Ê xà chuẩn bị có đồ ăn ngon quá. Ê xà ơi, mấy chú ăn để lại cho ê xà nè. Trời ơi một mình ê xà mà xà quậy vậy đó. Ê xà quậy quá chịu hết nổi rồi xà ơi. Mền gói vậy. Mền gói vậy xà làm láng hết trơn. Ê xà quậy quá. Nè cho ê xà ăn nè, ăn đi. Chú Phụ giận ê xà quá. Ê xà quậy quá ê xà. Chú Phụ mở ra ê xà đi, cái xà chạy tùm lum. Thôi con. Thôi. Biết rồi, biết ê xà cưng chú Phụ thương chú Phụ rồi. Chú Phụ biết rồi. Chú Phụ biết rồi. Chú Phụ biết ê xà thương. Đứa nào cũng thương chú Phụ lắm. Chú Phụ cũng thương mấy con nữa, biết không? Mà thôi ở đó đi. Chú Phụ cũng cưng con, chú Phụ mới nuôi á, biết không? Chứ không cưng thì bộ nó có nuôi sàn chi, thấy không? Mới mốt lạnh là sư phụ cho ra sao, nghe không? Nghe không? Nghe không? Sư phụ cưng thì bộ mới nuôi, chứ không cưng đâu nuôi đâu. Ê xà cũng vậy, xê xê cũng vậy, nó cũng cưng hết á, nghe không? Bế chiến trường. Làm sao con? Thôi xe xe là cho ê xà hôn xe xe một chút đi. Ê xà thương xe xe lắm á, biết không? Cho ê xà hôn xe xe một chút đi ha. Để thôi ê xà buồn có mình ê xà. Ê xe xe là cho ê xà hôn đi. Thấy không? Ê xà hôn xe xe đi. Nghe không? Mà không có giật chị nghe không con? Đừng có giật chị nha, không chúng được giật. Hôn thôi. Đó, hôn thôi nè. Giật chị ơi, không chơi ra không đi xe xe. Đó. Xe không xe xe. Đó. Không xe xe. Đó. Chơi xà không đi xe. Chơi xà không chút đi. Đó, thì em thương nhau vậy nó mà không được giật lộn nha. Đó, chơi xà không đi xe ơi. Quỷ quá. Nhộp xe xe. Thôi làm nhộp với xà kìa. Xe xe kìa. Xe xà.
Thôi không như đậu quay nè, thì em thương nhau đậu quay đây 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 đó. Đây. Bà có ông dừa nghe bà xe có ông dừa. Ta sao vậy, ta chạy đi. Không chạy, nằm đó cho nó ôm nó không nghe. Đây giờ chạy đi. Bà có chạy cứ đó đó đó. Ta sao cũng không chạy nữa. Ngươi cái tao nó không chạy luôn. Đó, cái giặt cho có sức khỏe đi. Đó. Lê quá, nó giặt cái quan chứ phụ ơi. Mà không chịu chạy nữa, bắt dịch đó. Chạy đi. Không chịu chạy muốn nó ôm nữa phải không? Thấy không? Muốn ai phút xe ôm đúng không? Đó, thấy không? Cũng có, tại con muốn xe, muốn ai xe ôm mà. Đó, cũng không vừa được, bà già đó. Đó, xe, cho ai xe vô đi con. Ai xe vô. Xe. Đó, xe. Ê dạ, cho xe vô nhà. Cho đọc chưa. Cho xe vô nhà đi. Xe. Vô đi con, vô đi rồi. Xe vô nhà rồi. Đó đó. Mày quậy quá hả. Đè chị cho chị lái. Mùa thu đã sắp trôi qua, mùa đông lá đổ là đà. Thôi, chuẩn bị tháng tuần sau là lạnh rồi, lạnh nhiều rồi, bữa nay thì còn nắng chói chang nhưng mà nay là khí hậu giờ này là khí hậu nó gần như Đà Lạt hết đó.